Ở đây President nè. Bây giờ mọi người đi President với mình nha. Đây cả bên này cả nhà mình đi. Ok, bây giờ là mình ở buffet President ha. Thì ở đây là cái giá của khi mà bữa ăn của mình ở buffet thì mình sẽ gọi mình order, mình đặt bàn trước nếu như mà mình muốn mà bàn trống. À, còn không thì họ sẽ sắp mình xuống sâu nếu như mà khách rất là đông, đi nó hơi dài chút xíu. Ở đây thì trước khi vô thì mình có mấy cái loại trái cây và bánh ngọt ở đây. À, rất là đông nha, tại vì cái Basida này là cái mới cho nên là mọi người ăn rất là đông. Ở đây là cá hồi, cà hào. Với cá hồi nhiều. Đó, vậy chứ ai mà không ăn được đồ sống thì ở đây cũng có những cái món cơm của sushi. Ở đây là những món chiên, món ăn kèm dành cho con nít đó, mấy bé nhỏ nhỏ mà vô mình không ăn được nhiều món thì ăn mấy món chơi này cho nó. Đó, bên đây bạn có bạn bên đây. Đây là cua. Đây là cua tứ đại hấp. Đây, cua tứ đại hấp. Đây là cua rang me nha mấy bạn. Wow. Ở đây là trong đây á, là phê hải sản thì giống như ai muốn ăn hải sản nhiều quá với lại tươi á, thì ở trong đây cũng là một lựa chọn rất là ok nha. Rồi tiếp tục món này là nghêu sốt Thái cũng nhiều lắm mấy bạn. Cơm chiên Dương Châu, mì Ý. Ở đây, đây là hải sản của người ta ở đây. Ví dụ như người ta sẽ phục vụ cho khách rồi người ta cứ refill lên cái bàn này. Đó. Lúc đầu lần đầu tiên mình vô mình cũng tưởng là mình sẽ lấy được ở đây luôn. Ai ngờ không phải nha, người ta refill trên đây cho mình nha. Đó, cái lẩu nướng nữa nè. Thịt nướng, lẩu nướng. Đó, còn đây là hải sản ở đây. Rồi, đây là hải sản. Có ốc hô. Rất nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy nhẹ nha mấy bạn. Mình ăn bao nhiêu, mình lấy bao nhiêu trước đi. Rồi chừng nào mình muốn ăn nữa, mình lấy tiếp nha. Lấy một con này. Đó, nó rất là tươi. Ví dụ như mấy bạn không có biết là mình muốn ăn hải sản nào, lựa sao cho tươi thì mình cứ vô đây. Sẽ lấy trước hai con nha. Đó, rất là nhiều món nè, với lại cái món tôm tích này nè, rất là ngọt nha, tươi và ngọt, và cái xay nó là nhiều thịt lắm, chứ nó không có ít thịt đâu. Đây, các bạn thấy rất là đông luôn. Nè, mình lấy được nhiêu đây nè các bạn ơi, đẳng nhiều lắm nhưng mà mình lấy ăn từ từ nha. Thành nó bê ly rồi. Đó, tôm phô mai không hả Thành? Đó, đã không? Đó, tôm tích nè, cô có con tôm tích nè mà nó bự như vậy không? Rồi mời các bạn chung với mình nha. Cô còn hàng phô mai cho nên nó mập vậy không? Tôm ngập phô mai luôn Thành. Ai mà hợp với lại cái sản vô đây thì đúng bài. Hôm nay nó chạm MD luôn.
chích. Cá chích là thật. Ăn kiểu gì? Ê, con cá tích này nha, nó rạo 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 ha. Ha. Đúng rồi, nó rạo mặn hơn kia. Bây giờ mình sẽ lột con ghẹ ra nha các bạn. Ừ, cá tích gì, tôm tích trước kìa. Cắt đi, cắt hai bên luôn hả? Bây giờ mình sẽ cắt hai bên này. Cái con này thì mình chưa bao giờ mình ăn hết. Ồ, nó ngọt, nó ngọt, nó tươi lắm. À, tắm. Tắm nè. Ăn thịt cũng được. Ôi. Chị Thanh mới đi lấy chậm đi, rồi chị Thanh về ăn rồi tới Út. Đó, ta lột cho mi quên. Đâu nhỏ. Đâu nằm mấy cái gì. Wow. Vô đây ăn buffet á là hải sản sẽ bắp bôi luôn. Mới lên thử vậy á. Ừ, cái này gà
cái dưới này ra nè, thịt không? Máu bay trắng không? Không có miệng. Làm mấy miếng cá hồi nữa. Mình ăn có tên là Poseidon. Ngày thường thì giá 400.000, nhưng ngày lễ chủ thứ bảy chủ nhật thì giá sẽ khác. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp. Bye bye.